trần nhật phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin cập nhật chiều tối ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố houston texas trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của phong để theo dõi các bản tin hàng ngày các bài nói chuyện phân tích đối chiếu so sánh trên tinh thần chủ quan của phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và trước khi đi vào phần tin tức ngày hôm nay, cho phép Phong được cảm ơn thẩm mỹ viện Cang Nam Cali đã bảo trợ cho tạp chí quốc phòng của TNP Channel. Quý vị nào muốn có cái gương mặt đẹp hơn, thân hình gọn nhẹ hơn hoặc sửa lại những phần sửa hư, sửa xấu từ Việt Nam. Quý vị có thể liên lạc trực tiếp với thẩm mỹ viện Cang Nam Cali qua số điện thoại ngay trên màn hình của quý vị là 714-227-5789. 714-227-5789 hoặc gửi email là thẩm mỹ viện -nam Cali at gmail.com thẩm mỹ viện -nam Cali at gmail.com để biết thêm chi tiết. Cảm ơn tất cả khán giả và cũng cảm ơn thẩm mỹ viện -nam Cali Và bây giờ thì chúng ta lại bước qua cái phần tin tức mỗi chiều tối của chúng ta. Đầu tiên hết là một tư lệnh của Âu, Âu Châu lên tiếng tuyên bố rằng Ukraine sẽ bị Nga đánh bại 10 trong một trong vài tuần lễ tới nếu không có sự giúp đỡ của phía Hoa Kỳ. Bản tin từ Washington cho biết thì viên chức hàng đầu của lực lượng Hoa Kỳ tại Âu Châu đã nói với Quốc hội vào ngày thứ Tư là Ukraine sẽ bị đánh bại 10 trong 1 bởi phía của Nga trong vòng vài tuần tới nếu như mà Quốc hội vẫn chưa tìm ra đường hướng để chấp thuận cái việc mà cung cấp thêm đạn dược và vũ khí cho Kiev sớm hơn. Ra điều trần thì tư lệnh có tên là Christopher Cavoli, lãnh đạo của lực lượng Hoa Kỳ tại Âu Châu và Celeste Wallander được xem là phụ tá của phía Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đặc trách về vấn đề quốc tế đã ra điều trần trước Quốc hội trước khi mà có một cuộc bỏ phiếu cho cái dự luật hỗ trợ cho Ukraine và trong đó vẫn chưa có sự bảo đảm là ngân sách này có được chấp thuận hay không. Ukraine đã đang tình trạng, trong tình trạng gọi là thiếu đạn dược giữa lúc mà phía Quốc hội Hoa Kỳ đang trì hoãn việc thông qua cái ngân sách 60 tỷ Mỹ Kim để hỗ trợ cho Ukraine. Trong đó thì hiện nay gần như họ đã không còn đủ đạn dược và phía Nga hiện nay là với cái tỷ số là 5 trên 1 tức là họ sẽ đánh bại phía của Ukraine tức là phía Nga bắn ra 5 lần và các cái đạn pháo kích nhắm vào Ukraine so với Ukraine khi mà bắn trả lại chỉ có một phần mà thôi và chẳng xa là 10 trong một trong một vài tuần lễ nữa tức là Nga bắn 10 trái đạn pháo kích thì Ukraine chỉ có thể bắn lại một trái đạn pháo kích thôi trong vài tuần lễ tới nếu mà chúng ta nói là à, chúng ta nếu chúng ta không hỗ trợ cho họ họ và chúng ta không phải nói là chuyện này xảy ra trong vài tháng và chúng ta cần phải thấy rõ là nó chỉ cho xảy ra trong vài tuần lễ trong khi đó thì chủ tịch hạ viện ông Mike Johnson đang tìm kiếm đường hướng để thúc đẩy dự luật này và trong đó có thể sẽ hỗ trợ cái uh, có việc sản xuất về đạn dược cho phía của hoa kỳ cho phía của ukraine và cho phép phía ngũ giác đài có thể à, nhanh chóng chuyển đạn dược cho phía ukraine tuy nhiên ông johnson đang cố gắng đưa ra trên sàn hạ viện Tuy nhiên ông đang đối diện với sự lo ngại của các thành viên trong đảng, trong đó chỉ ra cho thấy cần những cái sự cần thiết trong nội địa, bao gồm luôn cả cái chính sách về an ninh biên giới và vị chủ tịch hạ viện nói rằng ông đang đối diện với vai trò của ông trong lãnh đạo khoa viện khi mà một trong những thành viên của đảng cộng hòa là bà Marjorie Taylor Green đã kêu gọi là sẽ tìm cách truất phế ông ra khỏi chức chủ tịch của hạ viện. Đây được xem là một trong những cái cuộc điều trần của các viên tư lệnh của Hoa Kỳ đặc trách về vấn đề an ninh của Âu Châu đã nói với các nhà lập pháp là hiện nay thì phía của Ukraine đã thiếu rất nhiều đạn dược và họ chỉ ra có thể chống trả 10, 1 trong 10 và có nghĩa là Ukraine chỉ có thể bắn được một trái đạn pháo trong khi Nga có thể dội 10 trái đạn pháo vào lãnh thổ của Ukraine. Đó là lời báo cáo của phía các tư lệnh của Hoa Kỳ đặc trách về Âu Châu đã cho biết như trên. Cùng một lượt thì tổng thống của Ukraine là ông Zelensky lên tiếng và cho biết rằng ông sẵn sàng lắng nghe ý kiến của ông Trump để chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine với một cái sự rất là hân hạnh và tôn trọng. Tổng thống của Ukraine là ông Zelensky cho biết ông rất muốn nghe cựu tổng thống Donald Trump đưa ra sáng kiến về việc chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine với một sự trân trọng chứ không và cẩn thận chứ không phải là chỉ nghe qua rồi mà thôi. Theo một cuộc phỏng vấn mới nhất với một tờ báo ở tại Hy Lạp có tên là Defi Economic Forum và cuộc chiến tại Ukraine đã diễn ra trong lúc mà phía của Ukraine đang chống trả một cách yếu ớt so với lại cái cuộc tấn công ồ ạt của Nga và trong đó thì cựu tổng thống Trump cho biết rằng là ông sẽ áp lực cả Ukraine lẫn Nga đi tới một cái thỏa ước hòa bình mà Kiev có thể các giới truyền thông cho rằng là sẽ nhượng bộ cái lãnh thổ cho phía của Nga. Tuy nhiên thì ông Trump đã lên tiếng và cho rằng đây là fake news. Ông Zelensky nói với đài truyền hình CNN là tôi rất muốn nghe từ đại trực tiếp từ phía của ông Trump và sáng kiến của ông một cách chi tiết tôi không muốn có một tôi không có cơ hội nào để thảo luận về về việc này với ông với ông ấy và thảo luận về làm cách nào để mà chấm dứt cuộc chiến này và ông Zelensky lên tiếng nói nói thêm rằng nếu tôi có được cơ hội tôi sẽ rất sẵn sàng trân trọng lắng nghe những gì mà chúng tôi thảo luận trong cái đề tài này và ông Zelensky đã cẩn thận trong ngôn ngữ sau khi mà một số cơ quan truyền thông cánh tả đã lên tiếng và cho rằng ông trump sẽ ép ông Zelensky nhượng bộ đất đai để đổi lại hòa bình cho phía của À, Tuy nhiên, thì chiến dịch tranh cử của ông Trump đã lên tiếng và nói rằng đây là những cái tin fake news, tức là những cái tin giả và gọi đây là những cái tin tức sai lạc khi mà đưa ra những thông tin này. Đây được xem là một trong những lời lên tiếng của ông Zelensky và ông rất cẩn thận trong ngôn ngữ bởi vì ông Trump có thể quay trở lại chính trường và trở lại tòa bạch ốc trong cuộc bầu cử sắp tới và ông không muốn có cuộc xung đột nào với các đời tổng thống của Hoa Kỳ, kể cả cựu tổng thống Donald Trump. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, phía Hamas nói với các nhà đàm phán họ không có 40 con tin cần thiết cho cái vòng gọi là trao đổi đầu tiên cho việc ngưng bắn. Bản tin mới nhất cho biết thì Hamas lên tiếng nói rằng thời gian gần đây họ không thể xác nhận được lai lịch của khoảng 40 con tin con do Thái đã bị bắt giữ cần thiết cho cái giai đoạn đầu tiên của một thỏa ước cân bắn theo tường trình của giới chức do Thái và một nguồn tin thân cận với việc thảo luận này. Gia tăng e ngại rằng các con tin có thể đã bị thiệt mạng mà cả công chúng vẫn chưa được biết. Và cái khung làm việc này đã được đưa ra bởi các nhà đàm phán trong cái uh, cuộc thảo luận là sẽ có cái vòng ngưng bắn kéo dài 6 tuần lễ. Hamas cần phải trả tự do cho 4 con tin bị bắt giữ, 40 con tin bị bắt giữ, bao gồm các phụ nữ và các người lớn tuổi bị bệnh hoạn. Để đổi lại thì sẽ có hàng trăm tù nhân Palestine sẽ được trả tự do từ nhà tù của Do Thái. Hamas đã nói với lại các nhà đàm phán quốc tế, bao gồm gồm luôn cả Qatar, Ai Cập là họ không có 40 con tin sống và với lại cái yêu cầu để được trả tự do theo nguồn tin cho biết. Và theo tường trình của đài CNN, thì điều kiện trao trả con tin được tiên đoán là ít nhất 40 con tin mà trong cái tiến trình này họ sẽ đưa cái danh sách đây được xem là một trong những cái lời thú nhận của Hamas đã đưa ra và họ nói rằng căn cứ theo cái danh sách của phía do Thái đưa ra thì tên của những người này không có trong những con tin bị bắt giữ hiện nay thì có khoảng hơn 100 con tin tin rằng vẫn đang bị bắt giam giữ bởi phía của Hamas và lực lượng IDF cũng đang tìm cách giải cứu các con tin trong cuộc chiến tại giải Gaza Tổng cộng có hơn 250 con tin đã bị bắt giữ kể từ cuộc tấn công ngày 7 tây tháng 10 và họ đã bị gửi ra những nơi khác nhau ở những khu vực mà do Hamas kiểm soát ở giải Gaza. Trong đó họ bị phân tán ra chứ không phải giam một chỗ. Và Thủ tướng Do Thái cho biết rằng hiện nay có khoảng 124 con tin, 129 con tin vẫn đang bị bắt giữ bởi Hamas và họ tin rằng có 33 con tin đã bị thiệt mạng. Đây được xem là một trong những lời thú nhận của Hamas đã đưa ra sau khi mà có vòng đàm phán mới trong đó có sự hiện diện của cả Ai Cập và kể cả Qatar cũng như là phía Do Thái và phía của Hamas đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Iran cho biết họ có thể đóng cửa cái eo biển Hormuz và xem cái sự hiện diện của do thái ở tại Vương quốc Ả Rập thống nhất là một sự đe dọa. Bản tin mới nhất từ Dubai cho biết thì chỉ huy của lực lượng cách mạng Hồi giáo Iran và hải quân của họ trong ngày thứ ba nói rằng sự hiện diện của Do Thái ở tại Vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã được xem là một lời đe dọa đối với Tehran trong lúc mà họ đang có những cái sự gọi là căng thẳng với Do Thái và họ có thể đóng lại cái eo biển Hormuz nếu cần thiết. Iran đe dọa là sẽ có hành động trả đũa với lại cuộc không tập của do Thái nhắm vào tòa lãnh sự quán của họ ở tại thủ đô của Syria ngày 1 tháng 4 khiến cho 7 sĩ quan trong lực lượng cách mạng hồi giáo của họ bị thiệt mạng, bao gồm luôn cả hai viên tư lệnh là lãnh đạo cao cấp và căng thẳng đã gia tăng và có thể sẽ có cuộc trả đũa chúng tôi sẽ không nhận được bất kỳ một cái tin tức nào. Tuy nhiên thì chúng tôi sẽ không để cho các cái cuộc không tập này tiếp tục và chúng tôi đồng thời cũng sẽ có một cái hành động trả đũa đó là lời phát biểu của Tan Siri một trong những giới chức của Iran đã cho biết như trên và chúng tôi có thể đóng cửa cái eo biển Hormuz và cũng có thể là không đóng cửa. Tuy nhiên, kẻ thù đến đây thì có lẽ là chúng tôi phải duyệt xét lại chính sách này. Có thể... <laughs> bản tin cho biết thì đây được xem là cái tuyến đường thứ năm bận rộn nhất trên thế giới về cái việc mà vận chuyển tất cả các dầu hỏa và khí đốt đi ngang eo biển này mỗi một ngày với mức trung bình là 20.5 triệu thùng dầu thô mỗi một ngày băng ngang qua khu vực eo biển Hosmu và gần như là nó đã bắt đầu có những cái uh, uh, là tính chất gọi là bất ổn ở khu vực này và Vương quốc Ả Rập thống nhất thì đã cái uh, lãnh thổ của họ nằm ngay trong vùng vịnh đối diện với Iran và gần như là quốc gia Ả Rập này đang có cái mối quan hệ với Do Thái không có mối quan hệ với Do Thái trong 30 năm qua và cho tới năm 2020 thì đã gia nhập vào cái hiệp ước Abraham Jacob và trong đó thì Vương quốc Ả Rập thống nhất đã thiết lập ban giao với lại Do Thái tuy nhiên họ đồng thời cũng đã bình thường hóa các mối quan hệ về thương mại và ngoại giao với cả Tehran Chúng tôi biết được rằng chế độ Zionist, tức là chế độ Do Thái, đang <laughs> không có à, hiện diện ở tại đây. Tuy nhiên thì việc xuất hiện của họ tại Vương quốc Ả Rập Thống Nhất là một mối đe dọa với chúng tôi. Đây là lời phát biểu của tư lệnh hải quân của Iran đã đưa ra lời phát biểu như trên và họ tuyên bố có thể đóng lại cái eo biển Hormuz Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Iran ngày hôm nay, giới chức tình báo Hoa Kỳ lên tiếng và cho rằng Iran sẽ mở cuộc không tập nhắm vào lãnh thổ của do thái bản tin từ chính quyền cho bên tin rằng là iran sẽ tấn công do thái là điều không thể tránh khỏi theo tường trình của hãng thông tấn plumber cho biết và nó sẽ sắp sửa diễn ra và sự gia tăng căng thẳng đầy kịch tính này diễn ra chỉ vài ngày sau khi mà có cuộc không tập nhắm vào một cái tòa nhà lãnh sự quán của Iran ở tại Damascus khiến cho một số tư lệnh của via Iran đã bị thiệt mạng và một số sĩ quan của họ cũng đã bị thiệt mạng. Iran đã quy trách nhiệm cho Do Thái về cuộc tấn công này và cam kết sẽ trả đũa. Trong khi đó thì lực lượng Do Thái đã nằm trong tình trạng báo động cao về khả năng có thể tấn công từ phía của Iran sau cái cuộc không tập này. Tuy nhiên thì họ vẫn chưa cho biết họ có dự tính như thế nào phía Bộ Quốc phòng của Do Thái đã chuẩn bị cái khả năng là sẽ tấn công thẳng vào Tehran nếu như mà phía Tehran có hành động tấn công vào lãnh thổ của họ. Trong khi đó thì cố vấn an ninh của tòa Bạch Ốc đã không cho biết ý kiến. Các giới chức trong viên gia trong Nga tình báo cho biết rằng là cái việc mà tấn công vào lãnh thổ của Do Thái có thể diễn ra trong vài ngày tới. Tôi đã từng nói với Thủ tướng Netanyahu lời cam kết của chúng ta với vấn đề an ninh của Do Thái một lần nữa dưới sự đe dọa của Iran và các cái vệ tinh của họ là chắc chắn và tôi có thể nói một lần nữa chắc chắn chúng tôi sẽ làm tất cả mọi thứ để bảo vệ cho cái an ninh quốc phòng của do thái ông choueiben đã lên tiếng tuyên bố thẳng thần như trên trong đầu ngày thứ tư thì nhà lãnh đạo của iran là ông ayatollah ali khamenei tuyên bố là ông ta tin rằng do thái sẽ bị trừng phạt sau khi có cuộc tấn công tại ở damascus khi mà chế độ zionist đã tấn công vào cái tòa là lãnh sự quán của iran tại syria và nếu cuộc tấn công này à, là không khác gì là cuộc tấn công lên trên lãnh thổ của Iran, hành động chế độ ác độc này là sai lầm và phải bị trừng phạt và nó nên bị trừng phạt. Đây là lời phát biểu của ông Khamenei đã bỏ trên trang platform x. <laughs> Trước đó thì à, ngoại trưởng của do Thái đặt trách về vấn đề đối ngoại là ông Khab đã lên tiếng và nói rằng sẽ có cuộc tấn công trực tiếp vào lãnh thổ của Iran. Nếu như mà do Thái bị tấn công. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay đầu tiên hết là tin mà ông Joe Biden đang duyệt xét việc yêu cầu của nước úc là hủy bỏ các cáo trạng đối với nhà sáng lập của trang clip là ông uh, uh, Assange. Bản tin từ Washington cho biết thì chính quyền của Joe Biden trong ngày thứ tư nói rằng ông ta sẽ duyệt xét theo yêu cầu của úc là hủy bỏ một cái uh, và uh, cáo trạng nhắm vào nhà sáng lập của Wikileaks là ông Julian Assange sau một thập niên mà Hoa Kỳ thay đổi tìm cách bắt giữ và truy tố ông này trong việc mà tiết lộ các cái uh, tập tài liệu mật của Hoa Kỳ. Và trong nhiều năm nay thì Úc đã liên tục kêu gọi Hoa Kỳ là hủy bỏ việc truy tố đối với ông Assange, một công dân Úc, người đang tìm cách tranh đấu chống lại sự già dẫn độ của Hoa Kỳ từ nước Anh sau khi mà ông ta đã bị bắt giữ tại Anh và được hỏi theo yêu cầu ngày thứ tư thì ông ta hy vọng rằng trong cái chuyến đi mà ở trong lúc mà ông Joe Biden đang xin lỗi vì ông Joe Biden phát biểu lời này trong lúc mà ông ta đang đón tiếp thủ tướng của Nhật Bản là Fumio Kishida ở tại tòa Bạch Ốc Chúng tôi sẽ duyệt xét chuyện này, ông cho biết như trên. Và ông Assange đang bị cáo trạng 17 tội làm gián điệp, trong đó bao gồm luôn một tội đã xâm nhập vào cái trang web của phía Bộ Phòng và lấy đi những tập tài liệu mật cách đây 15 năm. Và các công tố viên của Hoa Kỳ đã cáo buộc ông Assange, 52 tuổi, là người đã <laughs> dưới sự giúp đỡ của một phân tích gia của tình báo của lục quân là Chelsea Manning đánh cắp tất cả những cái tài liệu để cung cấp cho trang WikiLeaks và công bố nó và gây, gây nguy hiểm cho sinh mạng binh sĩ của Hoa Kỳ phía Úc lên tiếng tranh luận rằng việc mà Hoa Kỳ đối xử với lại ông Assange và Manning và trong đó dưới dưới thời của ông Barack Obama thì đã quyết định là sẽ xử uh, uh, truy tố ông Assange và trong đó Manning 35 tuổi đã bị kết án 7 năm tù và bà này đã được trả tự do từ năm 2017. Đây được xem là một trong những yêu cầu mới nhất được Úc nhắc lại đối với lại Cho Ben trong lúc mà ông Cho Ben đang tiếp đãi ông Thủ tướng của Nhật Bản là Fumio Kishida. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, một cuộc thăm dò mới nhất cho thấy Nga, Trung Quốc và Ukraine được xem là đang có những cái tội phạm tệ hại nhất về không gian mạng. Bản tin mới nhất cho biết thì cả một trong những bản nghiên cứu mới nhất vừa được công bố bởi trường đại học University of Oxford và trường đại học gọi là University of New South Wales ở Canberra cho thấy rằng là Nga, Trung Quốc và kể cả Ukraine là những thành quốc gia đang có cái tình trạng mà gọi là tinh tặc khá cao các nhà nghiên cứu và các chuyên gia chỉ ra cho thấy các cái tin tức tình báo liên quan tới tội ác không gian mạng trên toàn thế giới và yêu cầu họ cho biết là những quốc gia nào được xem là nằm trong cái tình trạng mà có hoạt động mạnh bởi những kẻ được xem là tội phạm không gian mạng và đến từ năm cái quy tắc khác nhau và trong đó họ sắp đặt từng quốc gia một và trong đó thì gần như Trung Quốc là quốc gia đứng đầu và thứ hai là của uh, Nga. Uh, xin lỗi quý vị, uh, quốc gia thứ hai là là Nga và quốc gia thứ ba là Ukraine. Và trong đó thì một số quốc gia khác cho thấy tình trạng tội ác không gian mạng đã được xem là khá trầm trọng, bao gồm cả Nigeria, Romania, Moldova, Bắc Hàn, Brazil. Ấn Độ, Iran và kể cả Vương quốc Anh. Đây là bảng sắp hạng cho thấy là những quốc gia có cái hoạt động gọi là tội ác không gian mạng khá cao và hiện nay thì gần như là nó đang trở thành một cái mối đe dọa trên toàn cầu. Cuộc thăm dò này được thực hiện bởi các trường đại học gồm có trường đại học Oxford và trường đại học ở New South Wales là phối hợp với một số chuyên gia về không gian mạng cũng như là các Nhà nghiên cứu về không gian mạng đã đưa ra cái lời nhận định và cho thấy đội sổ đứng đầu hết là Nga, thứ nhì là Ukraine và thứ ba là Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, Hạ viện đã ngăn chặn cái dự luật liên quan tới việc giám sát công dân Hoa Kỳ sau khi có sự phản đối của cựu tổng thống Donald Trump. Bản tin mới nhất cho biết thì một trong những dự luật đang được tranh cãi trên sàn của Hạ viện là đạo luật FISA vốn sẽ hết hạn vào ngày 19 tây tháng 4 sắp tới đây và chủ tịch Hạ viện ông Mike Johnson cho biết đã cho ngăn chặn lại tất cả những cái việc mà gia hạn cho cái đạo luật này sau khi mà có sự phản đối mạnh mẽ của cựu tổng thống Donald Trump trong đó cho rằng đã cho chính quyền của quá nhiều quyền lực để giám sát tất cả công dân của họ với số phiếu là 228 trên 193 phía Đảng Cộng hòa kiểm soát tại Hạ viện đã không để cho dự luật này được gia hạn thêm và trong đó cho thấy nó vẫn chưa rõ ràng trong khi mà cái chương trình này sẽ hết hạn vào ngày 19 tây tháng 4 trong lúc mà phía của sàn thượng viện thì vẫn chưa có hành động Việc này diễn ra sau khi mà những kẻ đã sử dụng đạo luật FISA này để mở cho cái cuộc điều tra nhắm vào chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Trump trước đây năm 2016. Và theo bản kết luận của công tố viên độc lập John Duhan, thì tổng cộng cơ quan FBI đã có 17 sai lạc khi mà lạm dụng cái đạo luật FISA dẫn tới tình trạng mà phía đảng Cộng Hòa đã bắt đầu giám sát lại và không gia hạn cho cơ quan FBI có thể sử dụng đạo luật này để mà giám sát các công dân của họ và đặc biệt là mở chiến dịch tấn công vào chiến dịch tâu tranh cử của ông Trump trước đây. Đây được xem là một quyết định của quốc hội trong khi đó thì cơ quan FBI cho rằng là nếu như mà không gia hạn cho họ thêm cái đạo luật này thì có nghĩa là họ khó mà giám sát được tất cả những hoạt động gián điệp của Trung Quốc và của Nga. Một tòa án Hoa Kỳ vào năm ngoái đã đưa ra cái phán quyết là FBI đã có hành là hành động được xem là sử dụng cái đạo luật FISA trong dữ liệu của họ là 278.000 lần trong vòng vài năm qua khi mà họ sử dụng đạo luật FISA và luật này vốn trước đây đã được ban hành để mà giám sát kể từ khi mà có cuộc khủng bố vào ngày 11 tây tháng 9 năm 2001 cho phép chính phủ của Hoa Kỳ có thể giám sát tất cả các hoạt động của ngoại quốc và ở nội địa, trong đó bao gồm một số công dân của Hoa Kỳ mà có liên lạc với lại các tổ chức khủng bố. Tuy nhiên thì đạo luật này đã được sử dụng để mà tấn công vào chiến dịch tranh cử của ông Trump năm 2016 và sau khi có bản kết luận của công tố viên độc lập là ông Robert Mueller sau 2 năm rưỡi điều tra đã khẳng định là chiến dịch tranh cử của ông Trump hoàn toàn không có liên quan gì tới việc Nga xen vào cuộc bầu cử và sau đó họ phanh phui ra là FBI và những nhân viên trong cơ quan FBI đã lạm dụng đạo luật FISA để mà mở cuộc điều tra với cái tên là Crossfire Hurricane nhắm vào cái chiến dịch tranh cử của ông Trump. Và cho tới giờ phút này vẫn chưa có một nhân viên FBI nào hay một kẻ nào đứng ra chịu trách nhiệm và bị truy tố trong việc lạm dụng đạo, đạo luật FISA và điều này dẫn tới việc mà ông Trump đã phản đối gây gắt là cho rằng đạo luật này đã tăng quyền cho chính quyền để giám sát người dân. Và ngay lập tức thì Hạ viện đã ngăn chặn cái dự luật này với tổng số phiếu là à, được xem là khá khá cao. Đó là 228 phiếu đồng ý là sẽ chặn dự luật này với 193 ủng hộ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay các công tố viên đồng ý là sẽ dời lại cái phiên tòa xét xử ông Bob Menendez về tội tham nhũng sau khi mà tình trạng sức khỏe của vợ ông ta đã bị suy sụp. Bản tin mới nhất cho biết các công tố viên của Hoa Kỳ đã yêu cầu quan tòa liên bang ngày thứ tư là trì hoãn cái phiên tòa xét xử về tội tham nhũng của ông thượng nghị sĩ thuộc tiểu bang New Jersey là Bob Menendez cùng với vợ con ít ít nhất là 2 tháng sau khi mà luật sư cho biết là bà Nandy Menendez đang đối diện với tình trạng gọi là suy sụp về sức khỏe và cần phải được giải phẫu. Trong lá thư gửi cho quan tòa có tên là Sydney Stan ở tại Manhattan thì các công tố viên đã yêu cầu cái phiên tòa ngày 6 tây tháng 5 sẽ được dời lại vào tháng 7 hoặc tháng 8 mặc dù họ phản đối việc mà ông Menendez đã yêu cầu là cho một cái phiên xử gọi là riêng biệt và các công tố viên cho biết là chính quyền đã có một cái hành động nghiêm túc để mà có thể à, à, tôn trọng cái việc mà phát triển về vấn đề y tế trong đó tôn trọng cái sức khỏe của những người bị giam giữ và bị à, cáo buộc trong đó bao gồm luôn cả vợ của ông Menendez là bà Nandin Menendez sau khi mà phía luật sư của bà cho biết là bà đã có tình trạng suy sụp về sức khỏe đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất liên quan tới bản cáo trạng đối với ông Bob Menendez. Ông Bob Menendez là thượng nghị sĩ đại diện cho tiểu bang New Jersey của đảng dân chủ. Trước đây ông là chủ tịch ủy ban tình báo ở hạ viện. À xin lỗi quý vị, chủ tịch ủy ban đối ngoại của hạ viện, của thượng viện. Và sau khi cái vụ việc được phanh phui khi mà họ đột kích vào nhà của ông bởi lực lượng công lực của liên bang, thì họ đã phát hiện được những thỏi vàng, tiền mặt và một số tài sản quý giá được xem là sang trọng mà cáo buộc rằng ông đã nhận từ các quốc gia ngoại quốc để thay đổi chính sách điều rửa, để điều chỉnh cái chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ và có ảnh hưởng cho những quốc gia đã hối lộ cho ông ông Bob Menendez đã bác bỏ điều này và ông phải tái tranh cử lại năm nay và ông tuyên bố là sẽ tranh cử với tinh thần là một ứng cử viên độc lập không còn là của đảng dân chủ đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, cơ quan FCC đã lên tiếng và nói rằng các công ty cung cấp dịch vụ Internet phải rõ ràng và minh bạch trong các lệ phí họ tính với khách hàng. Dường như là các công ty đã có những cái lệ phí ẩn dấu và giờ đây thì phía FCC đã lên tiếng và nói rằng họ đã đưa ra một cái quy tắc mới trong tuần lễ này buộc tất cả những công ty cung cấp dịch vụ Internet phải công bố rõ ràng tất cả những lệ phí mà họ tính với khách hàng nếu quý vị là đi tìm kiếm về cái mobile internet tức là cái internet di động quý vị có thể hiểu được rằng quý vị rất khó kiếm và hiểu được tất cả những cái gì mà quý vị chi trả đó là lời phát biểu của john Donenberg, được xem là phó giám đốc điều hành của tòa bạch ốc đặc trách về hội đồng kinh tế à, trong cái lời nói chuyện với ký giả và nói rằng các công ty cung cấp dịch vụ internet đã uh, sử dụng những cái công cụ của họ để tìm cách hỗ trợ cho các uh, giới tiêu thụ tuy nhiên họ đã không minh bạch rõ ràng trong tất cả những cái hóa đơn mà họ tính với khách hàng và hiện nay tương tự như là cơ quan fda đặc trách về vấn đề của thực phẩm và thuốc men thì họ muốn rằng tất cả các công ty internet là cung cấp dịch vụ internet phải công khai rõ ràng tất cả những thiết bị những dịch vụ họ cung cấp và cái nào chặt tiền cái nào không chặt tiền là phải rõ ràng đây được xem là một chính sách mới của cơ quan fcc trong đó họ đã nói rằng họ nhận được rất nhiều những khiếu nại bởi nhiều khách hàng cho rằng các công ty cung cấp dịch vụ Internet đã che giấu những cái lệ phí và hóa đơn hàng tháng của họ vẫn cao hơn. Đây được xem là một trong những cái chính sách siết chặt của chính quyền Joe Biden với các công ty cung cấp dịch vụ Internet. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và được xem là bản tin thời sự hàng đầu trong channel của Trần Nhật Phong ngày hôm nay để đối phó với tình trạng Bắc Kinh đang tìm cách tăng cường quyền lực trên thế giới Ông Joe Biden đã gia tăng các mối quan hệ với phía của Nhật Bản trong lúc mà ông gặp gỡ với ông Fumio Kishida, thủ tướng của Nhật Bản ngày hôm nay. Tổng thống Joe Biden và thủ tướng Nhật Bản là Fumio Kishida đã loan báo về một cái biến chuyển mới trong ngày thứ tư sau khi cuộc gặp gỡ của họ về hợp tác quân sự, kinh tế và một số những hợp tác khác giữa hai quốc gia được xem là đồng minh lâu đời nhất tại Á Châu trong nỗ lực đối phó với sự gọi là hung hăng của Cộng sản Trung Quốc trên tuyến đường gọi là Indo-Pacific và trong cái chuyến viếng thăm đầy vinh dự của ông Fumio Kishida, ông tổng thống Hoa Kỳ đã tiếp đón vị thủ tướng của Nhật Bản và trong đó họ nói rằng sẽ gia tăng rất nhiều những cái cấu trúc về hợp tác quân sự bao gồm luôn cả nước Úc và trong đó sẽ có cuộc tập trận ba bên tức là cuộc tập trận tam giác cùng với lại phía của Anh Quốc để dọn đường cho phía của Nhật Bản có thể sẽ gia tăng gia nhập vào một cái liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo cùng với Úc và New Zealand. Ông bin Loan báo rằng Hoa Kỳ có thể sẽ à, thấy đưa các cái nhà khoa học gia của Nhật Bản lên à, mặt trăng là một phần trong cái chiến dịch à, chương trình của cơ quan NASA và lần đầu tiên sẽ có một nhân vật được Hoa Kỳ đưa lên không gian vũ trụ mà không phải là công dân của Hoa Kỳ. Đây là một trong những cái, cái hợp tác của Hoa Kỳ với Nhật Bản. Đồng thời một trong những cái dấu hiệu nâng cấp quan trọng nhất trong cái liên minh của chúng tôi kể từ khi thành lập đó là lời phát biểu của ông Biden đã phát biểu ở tại Rose Garden cùng với ông Thủ tướng Nhật Bản. Ông Kishida đã có mặt ở tại uh, Hoa Kỳ và ông đã lên tiếng mạnh mẽ ủng hộ cho Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga, được xem là một trong những uh, cái vấn đề ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của ông Joe Biden. Và trong đó nói rằng cuộc tranh chấp ở tại Âu Châu có thể sẽ gây nguy hiểm cho cả khu vực Á Châu và có thể sẽ diễn ra ở tại khu vực của Đông Nam Á, theo tường trình của ông Kishida cho biết. Và vị thủ tướng này diễn ra giữa lúc mà ông Joe Biden đang gia tăng cái partnership, tức là cái đối tác Hoa Kỳ với lại Philippines, đồng thời sẽ nhắm mục tiêu vào việc mà kềm chế lực lượng quân đội của Trung Quốc đang hiện diện ở trên Biển Đông trong ngày thứ Năm ông biden và ông kishida sẽ gặp gỡ với lại ông Ferdinand Marcos Jr. của Philippines để có thể có chung một cái lời cam kết và cái, bắt đầu từ ngày hôm nay sau khi mà đón tiếp từ ở phía à, phía nam ở cái sau lo thì ông Joe Biden cho biết rằng mối quan hệ của Nhật Bản và của Hoa Kỳ là hơn bao giờ hết và thúc đẩy hòa bình an ninh và thịnh vượng. Trong đó thì ông nhắc lại cái lời phát biểu của Tổng thống action horror là phải có một cái đối tác quan trọng. Đây được xem là một trong những cái chuyến đi khá quan trọng và trong đó thì các vấn đề được đeo nổi bật trong cái cuộc họp này bao gồm cả vấn đề của, của Bắc Hàn, bao gồm vấn đề của Senkaku, bao gồm vấn đề của Đài Loan và của Biển Đông cũng như là việc hợp tác trong vấn đề kinh tế làm cách nào để có thể cô lập nền kinh tế của Trung Quốc cũng như là tách rời nền kinh tế của Trung Quốc ra khỏi các quốc gia đồng minh của Hoa Kỳ. Đây được xem là chuyến đi khá quan trọng của ông Kishida để khẳng định cái chiến lược chuyển trục về Á Châu của Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và Nhật Bản ngày hôm nay. Cùng một lượt thì à, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã lên tiếng cảnh cáo rằng Trung Quốc có phải có thể sẽ phải chịu trách nhiệm nếu như Nga vẫn chiếm thêm các phần đất khác của Ukraine Bản tin mới nhất cho biết, thì thứ trưởng bộ ngoại giao của Hoa Kỳ là ông Kurt Campbell nói rằng Trung Quốc sẽ phải chịu trách nhiệm nếu như nga tăng cường chiếm thêm các cái vùng đất của Ukraine khi mà hai bên đã gia tăng cái mối quan hệ rất mật thiết giữa Bắc Kinh và Moscow trong cuộc nói chuyện ở tại Tahoe Event được tổ chức bởi một cái tổ chức có tên gọi là National Committee on us China Relations vào ngày 9 tây tháng 4 thì ông Campbell cho biết là việc mà gọi là hòa bình và ổn định của Âu Châu là ưu tiên hàng đầu trong chính phủ của Hoa Kỳ và được xem là cái sứ mạng hàng đầu trong lịch sử và nếu như nga vẫn tiếp tục tăng cường xâm chiếm thêm các cái vùng lãnh thổ khác của Ukraine và trước đó thì họ đang tìm cách gọi là quân bình các quyền lực ở tại Âu Châu bằng đường hướng của họ là điều không thể chấp nhận được trong cái nhìn của chúng tôi ông Campbell cho biết như trên, chúng tôi đã nói trực tiếp với phía Trung Quốc, nếu việc này vẫn tiếp tục xảy ra, nó sẽ gây tác hại cho mối quan hệ của Hoa Kỳ và Trung Quốc và chúng tôi sẽ không ngồi đó và nhìn mọi thứ được xem là tiếp tục diễn ra. Trong khi đó, thì ông Zelensky lên tiếng cảnh báo rằng Nga có thể sẽ mở các cuộc tấn công mới vào tháng 5 hoặc là mùa hè. Chúng tôi nhìn thấy được không những là Nga đang có những hoạt động tìm cách là đánh chiếm thêm các vùng khác của Ukraine, đồng thời dưới sự hỗ trợ của Trung Quốc và kể cả của Bắc Hàn và điều này là ảnh hưởng tới quyền lợi của chúng tôi và chúng tôi rất rõ ràng chúng tôi sẽ minh bạch và chúng tôi sẽ buộc họ chịu trách nhiệm đây là lời phát biểu của ông Kurt Campbell đã đưa ra sau khi mà cáo buộc rằng phía Trung Quốc đã có những cái hành động hỗ trợ cho phía của Nga Nga đã sử dụng một số cái kỹ thuật của Trung Quốc cung cấp để áp dụng trong các cái lĩnh vực quân sự và sử dụng trong chiến trường của Ukraine một điều mà phía Bắc Kinh bác bỏ cho rằng họ không có ủng hộ về vũ khí cho phía của Nga trong cái cuộc <laughs> trong cuộc chiến tại Ukraine. Tuy nhiên thì các cái loại kỹ thuật này được Hoa Kỳ xem là những loại dụng cụ về quân sự mang tính chất là không sát thương, vẫn được xem là đóng góp gián tiếp cho Nga trong chiến trường tại Ukraine. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ của Trung Quốc ngày hôm nay. Và cuối cùng cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, Thượng nghị sĩ Ron Paul đã lên tiếng cáo buộc ông Fauci, tức là ông ta bác sĩ Fauci hay còn gọi là tiến sĩ Fauci, và cái cơ quan nghiên cứu về sức khỏe của quốc gia là NIH đã làm đối tác với lại cái phòng nghiên cứu sinh học tại Vũ Hán. Thượng nghị sĩ Rand Paul của Đảng Cộng hòa tại Kentucky lên tiếng và nói rằng cơ quan nghiên cứu về sức khỏe của quốc gia đã làm đối tác với viện nghiên cứu về sinh học ở Vũ Hán và đã tạo ra cái tình trạng chuyển và biến thể của con coronavirus. Ông Paul đang chỉ trích mạnh mẽ đối với lại cái cơ quan đặc trách về nghiên cứu dịch bệnh và dị ứng của quốc gia gọi tắt là NIAID cùng với người giám đốc điều hành là ông Dr. Anthony Fauci ở trên mạng xã hội và nói rằng những tin tức này rõ ràng nó là một trong những điều khẳng định đây là sự khởi đầu của đại dịch COVID-19 rõ ràng những tập tài liệu đã xác nhận một lần nữa là ông Fauci đã đối dối trá trong vấn đề Covid. Ông Fauci đã viết ở trên trang Platform X và cái cơ quan NIS dưới quyền lãnh đạo của Fauci đã làm đối tác với lại công ty của Vũ Hán và trong đó họ tìm cách gọi là làm biến dạng của con coronavirus từ năm 2018 và ông ta không phải chỉ có một mình. 15 cơ quan nằm trong chính quyền của liên bang đều biết điều này và họ đã không nói điều gì. Người dân Hoa Kỳ cần có câu trả lời. Đây là lời cáo buộc mạnh mẽ của thượng sĩ Rand Paul đã đưa ra sau khi mà cơ quan này nói rằng có hai một trong là cái NIAID là một trong 27 cái viện nghiên cứu mà nằm dưới quyền của cơ quan nghiên cứu về dịch bệnh của quốc gia, trong đó gần như là họ đã hợp tác với lại phía của phòng nghiên cứu sinh học Vũ Hán. Đây là lời cáo buộc mạnh mẽ của ông Rand Paul đã đưa ra giữa lúc mà phía quốc hội đang tìm cách điều tra về nguyên thủy của con siêu vi khuẩn Vũ Hán và trong đó họ tin rằng nó xuất phát từ phòng nghiên cứu sinh học nơi đã nhận rất nhiều nguồn tiền từ phía cái bộ nghiên cứu về y tế và sức khỏe cũng như dịch bệnh của Hoa Kỳ mà dưới quyền điều hành của ông Dr. Fauci trước đây đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi chiều tối ngày hôm nay cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel, xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.